bác nào muốn trở thành nàng thơ của xứ Huế thì giơ tay lên nào, để em dẫn các bác đến top 4 homestay cực thơ, thỏa sức sống ảo quên lối về luôn đây. Một, Timothy Homestay. Mới bước vào mà cứ ngỡ mình là công chúa nhỏ giữa lâu đài cổ tích các bác ạ. Với thiết kế cổ điển châu Âu, gam màu trắng chủ đạo, đây còn được mệnh danh là căn homestay hoàng gia với 10 phòng hạng chính, nhà hàng, quán cà phê bên cạnh phục vụ các bác tận tình luôn. 2. Huế Swift House Homestay. Nghe cái tên thôi cũng thấy ngọt ngào ấm cúng rồi các bác nhỉ. Với thiết kế đặc biệt mang phong cách Ấn Độ hiện đại, 5 hệ thống phòng chính với không gian yên tĩnh để coi lạ mắt, xinh xắn cho các bác thoải mái check-in. 3. Happy House. Bác nào bánh bèo dễ thương thì không thể bỏ qua em này rồi. Được thiết kế đơn giản với gam màu tươi trẻ đậm chất cổ tích, view ban công ngắm chọn thành phố nhộn nhịp, mặc mấy chiếc váy công chúa đến đây check-in thì cháy máy luôn các bác ạ. 4. Mandarin Villa and Homestay. Nơi đây được ví như cố đô Huế thu nhỏ, mang thiết kế vô cùng cổ kính, không gian truyền thống sang trọng, tái hiện lại hoàng cung vùng đất kinh kỳ xưa. Homestay cũng có nhà hàng, quán cà phê và quầy bar tích hợp. Bác nào đến đây check-in thì xinh như cung đô Huế ngày xưa luôn. Không làm nàng thơ của Hoàng Dũng, nhưng nàng thơ của xứ Huế thì nhất định phải thử một lần nha các bác ơi. Còn chân chưa gì nữa mà không bục ngay một về đến Huế nghỉ dưỡng thôi nào.